Sáng ngày 16 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đã diễn ra lễ bế giảng khóa học huấn luyện viên chuyên nghiệp AFC VFF giai đoạn 4. Tới dự lễ bế giảng có sự hiện diện của ông Savio Mederia, giảng viên huấn luyện viên FIFA AFC, thành viên ban đào tạo AFC, ông Nguyễn Sĩ Hiển, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký trưởng ban tổ chức khóa học, ông Koshida Takeshi, Giám đốc kỹ thuật của Liên và Môn đoàn bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của ông Masenaga Kageyama, Giảng viên chính của khóa học, đồng thời là giám đốc đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, chia sẻ trong buổi lễ, ông Masenaga Kageyama cho biết đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, đó sẽ là câu chuyện của tương lai và có phần gánh vác rất lớn của các huấn luyện viên Việt Nam. Ông cũng hy vọng thông qua những khóa học như thế này, các huấn luyện viên có thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Về phía Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Savio Mederia, giảng viên huấn luyện viên FIFA AFC Thành viên ban đào tạo AFC khẳng định dù khóa học huấn luyện viên chuyên nghiệp đã khép lại nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu dành cho các học viên tham dự. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các huấn luyện viên trong thời gian tới để tạo ra nguồn cảm hứng cho thế hệ tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Sĩ Hiển, chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ phía AFC và cho khóa học lần này. Ông khẳng định việc trao dồi kiến thức lý thuyết và thực hành là điều quan trọng nhằm giúp bóng đá Việt Nam phát triển và thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục hiện nay. khóa học huấn luyện viên chuyên nghiệp APC VFF bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 năm 2022 đến ngày 16 tháng 9 năm 2023. khóa học có sự tham gia của các huấn luyện viên, các cựu tuyển thủ nổi tiếng như Nguyễn Anh Đức, Vũ Như Thành, Chu Đình Hiền, Văn Thị Thành. đây là khóa học chuyên nghiệp thứ hai dành cho các huấn luyện viên quốc gia sau khóa học đầu tiên vào năm 2015. nhưng đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá Việt Nam tự chủ trong việc mời giảng viên tham gia giảng dạy.